thắp hương trước hay đốt đèn dầu trước khi thắp hương 99% người Việt không biết điều này chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông à, quý vị thân mến từ xa xưa đến nay thì đèn dầu là một trong những cái vật dụng không thể nào thiếu được trên bàn thờ gia tiên à, tuy nhiên bên cạnh cái tác dụng để thắp sáng thì có rất nhiều người băn khoăn rằng không biết đèn dầu có tác dụng như thế nào và có thể thay thế được hay không à, trong chương trình ngày hôm nay tử thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về ý nghĩa của chiếc đèn dầu trên bàn thờ cũng như là các thứ tự thắp hương, thắp hương trước hay là đốt đèn dầu trước. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, thưa quý vị, trong đời sống tâm linh của người Việt Nam thì lửa mang một cái ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó chính là cái cầu nối giữa thế giới thực tại và cái thế giới của người đã khuất. Với các nghi thức thắp hương thì cái sự xuất hiện của cái đèn dầu là một trong những cái sự xuất hiện cực kỳ quan trọng. Người Việt khi thắp hương thì họ tin rằng nó sẽ là một cái nhịp cầu nối liên kết giữa hai thế giới âm và dương. À, như chúng ta biết ấy, thờ cúng là một cái phong tục tập quán đã có từ lâu của người dân Việt Nam. Cái việc bài trí bàn thờ gia tiên đẹp và trang trí bàn thờ sao cho trang nghiêm ấm cúng là một trong những việc không thể thiếu trong mỗi đời sống của mỗi người Việt Nam. À, nói chung ấy, cách bố trí bàn thờ gia tiên đẹp không chỉ giúp cho cái không gian thờ cúng nó trở nên trang trọng ấm áp và còn là cách để con cháu thể hiện cái lòng biết ơn đối với tổ tiên. Người Việt Nam vẫn luôn tâm niệm rằng khi bàn thờ gia tiên được bài trí đẹp, trang trí chu đáo thì sẽ nhận được nhiều cái phúc đức may mắn từ tổ tiên. À bên cạnh đó, theo quan niệm phong thủy thì bàn thờ gia tiên là nơi hội tụ linh khí của gia đình. Cái việc sắp xếp bàn thờ gia tiên đúng cũng sẽ giúp tăng thêm cái vận khí cho gia đình, mang lại cái may mắn tài lộc. À, thì quý vị biết ấy, ngoài cái bàn thờ gia tiên ra ấy thì trên cái bàn thờ thì thường bao gồm những thứ sau. đầu tiên là bát hương, đèn thờ đó, bình hoa, mông ngũ quả, đó, bộ ấm chén, khám thờ, ngai thờ nếu có, ảnh thờ đó, có thể có đỉnh hương, có đài đựng nước, đựng rượu đó, có ống đựng hương, đũa thờ vân vân đó. và những ngày lễ tết dỗ chạp thì bàn thờ không thể nào thiếu được cái phong tục dâng hương đó. vậy thì khi mà dâng hương thì chúng ta đốt đèn trước hay là đốt hương trước đó là một cái điều mà cũng rất nhiều gia chủ băn khoăn Đấy, trong chương trình ngày hôm nay tử thông cũng sẽ chia sẻ cụ thể cùng quý vị và các bạn về cái điều này à, thưa quý vị khi mà đèn được thắp lên thì thế hệ con cháu sẽ thì kính cẩn khấn phái ông bà tổ tiên xét về yếu tố phong thủy thì trên bàn thờ phải đầy đủ năm yếu tố kim mộc thủy hỏa và thổ đèn dầu thì nó sẽ đại diện cho yếu tố hỏa trong phong thủy và được coi là cái vật phẩm cực kỳ quan trọng à, việc các bạn sử dụng đèn là một cái cách mà giúp cho cái không gian thờ cúng nó có được cái sự cân bằng đồng thời nó cũng là cách giúp cho gia chủ gặp nhiều cái may mắn tài lộc hơn. À thưa quý vị bên cạnh cái việc thực hiện cái phong tục thắp hương và dâng hương thì có đèn dầu các bạn sẽ không bị thiếu cái yếu tố hỏa. Cái điều này nó khiến cho ngũ hành trong gia đình nó được cân bằng lại. Chính vì vậy mà một chiếc đèn dầu nó mang cái ý nghĩa vô cùng quan trọng và nó giúp bổ sung cái sự thiếu hụt của cái yếu tố hỏa đó. À, nói chung ấy. Những gì đã chia sẻ ở trên thì chắc hẳn quý vị cũng đã gì có thể thấy đèn dầu chính là một cái sự liên kết giữa người sống và người đã đã quất thông qua cái hình thức thờ cúng. Sự liên kết giữa văn hóa thờ cúng cùng với cái quan niệm tâm linh cho thấy đèn dầu thì là một cái vật phẩm không thể thiếu trên cái bàn thờ gia tiên. À, như quý vị đã biết từ xa xưa thì cái sự xuất hiện của lửa nó sẽ giúp cho cái không gian nó được ấm cúng, đầm ấm và xua đuổi đi những cái lạnh lẽo đồng thời ngày xưa ấy thì sự xuất hiện của lửa nó cũng xua đuổi thú dữ và ma quỷ đó vì ma quỷ và thú dữ cũng rất sợ lửa nên khi đi rừng người ta cũng thường đốt lửa lớn để ngăn chặn thú dữ à, chính vì vậy cặp đèn dầu tượng trưng cho cái pháp khí bảo vệ các thành viên trong gia đình khỏi những cái thế lực tà ma ngoại đạo vậy thì một câu hỏi đặt ra là có nên thắp đèn dầu trên ban thờ vị trí đèn dầu trên ban thờ như thế nào và nên đốt đèn dầu trước hay là đốt hương trước à, quý vị thân mến có thể nói rằng bàn thờ gia tiên luôn được xem là một cái không gian linh thiêng đặc biệt nhất nó khác biệt hoàn toàn so với các loại không gian khác trong gia đình vì thế đặt những cái vật phẩm thờ phụ trên bàn thờ gia tiên là cái điều cực kỳ cần thiết mọi vật trên bàn thờ thì đặt theo cái nguyên tắc thứ tự nhất định thì mới có thể đảm bảo được cái yếu tố phong thủy à, một câu hỏi nữa đặt ra là có nên thay đèn dầu trên bàn thờ hay không à, hiện nay thì cũng không có ít gia đình chọn đèn dầu điện thay cho đèn dầu lửa bởi cái sự tiện dụng à, tính, tính thẩm mỹ. À, tuy nhiên, theo quan niệm của người xưa, thì đèn điện chỉ mang cái ý nghĩa tượng trưng cho cái ánh sáng trên bàn thờ. Nó không thể thay thế cho cái yếu tố hỏa được. Vì vậy, cái việc sử dụng đèn dầu điện sẽ khiến cho gia đình không giữ được cái yếu tố hỏa cần thiết và làm cho cái yếu tố trong phong thủy nó bị mất đi cái sự cân bằng. Đối với đèn dầu, trên bàn thờ là một trong những vật phẩm không thể thiếu chính vì thế mà khi đặt đèn dầu trên bàn thờ thì cũng cần phải gì lấy bát hương làm tâm đèn thờ quý vị có thể đặt đối xứng hai bên với bát hương đồng thời cái kích thước của cái đèn ấy cũng như kích thước bàn thờ nó cũng phải ăn nhập với nhau à, ăn nhập với không gian thờ cúng nó không bị quá lộ liễu à, thưa quý vị nói chung ấy khi mà thắp hương thì chúng ta thường là gì sau khi bày biện tất cả các loại lễ vật thì khi mà thắp hương ngày rằm ngày mùng một cũng như ngày lễ tết ấy, thì cái mâm cơm ở đấy sau như trên bàn thờ thường bày đặt như là gì cái đĩa bồng này mâm ngũ quả này đúng không có thể là bánh kẹo này quý vị có thể đặt đĩa mâm ngũ quả này bánh kẹo hai bên này và cũng có thể sau đó mới đến gì đến khay nước chóe nước để chóe đựng uh, nước gạo muối sau đến cái gì cái, cái đài thờ đấy năm năm chén thờ đấy hoặc là ba chén thờ đó và một trong những điều mà quý vị cần lưu ý là sau khi hoàn tất tất cả các loại lễ vật đúng không ạ? Như mâm cỗ cúng quý vị có thể là cái bàn cơm bên dưới. Và sau tất cả các các thứ được bày đặt xong, đấy quý vị châm đèn dầu lên và một số người vẫn có thói quen là sử dụng cái đèn dầu đó để châm hương. Vậy nên khi mà thắp hương trên bàn thờ thì chúng ta thắp đèn dầu trước, sau đó mới thắp hương. Đó, quý vị lưu ý điều này, À, cái điều này mặc dù đơn giản nhưng không phải ai cũng biết à, có những người thì dùng bật lửa châm hương lên rồi đúng không ạ châm hương lên rồi sau đó mới gì mới đốt đèn dầu sau như vậy là gì đã phạm phải những điều đại kỵ và cái việc thờ cúng nó cũng không còn được ý nghĩa nữa à, thưa quý vị khi sử dụng đèn dầu để thờ cúng và thắp đèn dầu trong không gian thờ cúng thì các bạn nên lựa chọn những cái loại đèn dầu nói chung là bây giờ có rất nhiều loại đèn dầu tốt và gì cái dầu ấy, có những dầu không khói có những dầu thơm thì nó cũng sẽ giúp cho cái không gian thờ cúng nó được linh thiêng hơn, trang trọng hơn. Đó. Và ngày nay trong quá trình thờ cúng để đáp ứng cái tiện dụng, người ta có thể thay thế bằng các loại dầu đốt không khói nhiều hương vị. Điều này nó cực kỳ thích hợp dành cho cái không gian thờ cúng nhỏ hoặc là các hộ chung cư. À, thưa quý vị, đó là vì sao mà chúng ta cần phải sử dụng đèn dầu, đúng không? À, thưa quý vị, vậy thì ngoài cái đèn dầu ra ấy, thì trên bàn thờ gia tiên cần phải bố trí cần những vật phẩm gì và làm thế nào để bố trí được một cái bàn thờ gia tiên đúng chuẩn phong thủy? À, như quý vị đã biết, ấy, bàn thờ gia tiên là cái nơi linh thiêng thể hiện cái lòng thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên. Một bộ đồ thờ cúng gia tiên đầy đủ đẹp đẽ thể hiện cái sự hiếu thảo của con cháu. Thông thường thì bàn thờ gia tiên sẽ bao gồm những cái vật phẩm thờ cúng sau đây. Đầu tiên là bàn thờ là thứ không thể thiếu. Thứ hai là bát hương và trong bát hương ấy thì bao giờ cũng có gì? Thứ nhất là cốt thất bảo. Cốt thất bảo là một cái pháp khí phong thủy để dùng để nạp cốt bát hương. Đó, nạp cốt bát hương. Bát hương mà không có cốt thì không linh, không lưu giữ được cái linh khí của lời nguyện cầu, cũng như là không lưu giữ được gia tiên tiền tổ cũng như là các vị thần linh ngự trong bát hương. Đó. Khi mà bát hương mà có thất bảo ấy, thì nó mới lưu giữ được linh khí cũng như là gì? Lưu giữ được lời nguyện cầu của gia chủ, giúp cho cái lời thờ cúng nó được đi được đứng bể trên và bát hương trở nên linh ứng hơn cầu được ước thấy đó thì trong cái cốt thất bảo thì ngoài cái cốt thất bảo bao gồm là gì bao gồm có vàng bạc mã não săn hô đỏ ngọc trai phỉ thúy hổ phách Đấy. thì nó còn có một cái tờ di hiệu cái tờ di hiệu dùng để ghi ghi tên hiệu của cái bát hương thờ ai ví dụ như bát hương thờ thần linh thì chúng ta sẽ ghi là phụ thờ thần linh thổ địa chi vị tôn thần bát hương mà ghi thờ thờ các ông bà công mãnh ấy, thì có thể là ghi phụ thờ hội đồng bà cô mãnh chư vị chân linh hoặc là bát hương gia tiên có nghĩa là gì phụ thờ hội đồng gia tiên đấy, dòng họ đó vân vân tùy theo cái, bắt bát hương nó thờ ai mà chúng ta sẽ có cách ghi chi tiết ở đây thì trong cái gói cốt thất bảo này cũng đã có cách ghi chi tiết về cái cái tờ giới hiệu cho từng bát hương nhé ở bên cạnh đó thì ngoài sau khi mà chúng ta gói cốt thất bảo xong và tờ giới hiệu xong ấy, thì quý vị sẽ sử dụng một cái tờ giấy trang kim để chúng ta gói lại cái cốt thất bảo để cho thất bảo nó bảo vệ thất bảo ấy khi mà bát hương bị hóa thì thất bảo nó cũng không bị hỏng đó à, thưa quý vị nói chung ấy là bát hương là cái điều vô cùng quan trọng Đấy, vậy nên là gì quý vị có thể tham khảo trực tiếp à, cái số điện thoại 0989 34 919 để được tư vấn kỹ hơn về cái việc bốc bát hương cũng như là sử dụng thất bảo để nạp cốt cho bát hương à, giúp cho bát hương nó được linh ứng hơn thì ngoài cái cốt thất bảo ra thì ngày rằm ngày mùng 1 và ngày mùng 10 hàng tháng ấy, thì quý vị cũng sẽ sử dụng một gói gạo vàng thần tài để nạp tài cho bát hương đặc biệt là những nhà nào mà có ban thờ thần tài thổ địa Ra mùng 1 và ngày mùng 10 ngày mùng 10 mình đến thần tài thì cũng chỉ rắc một ít cái gạo vàng thần tài này vào trong bát hương để gì để nạp khí nạp tài cho bát hương nhé à, quý vị thân mến đó là về cái bát hương thì sau bát hương thì đó là cái đèn thờ quý vị có thể dùng đèn thái cực hoặc là gì đèn lưỡng nghi à, nói chung ấy bên cạnh đó thì có cả bình hoa và mâm ngũ quả cái bộ chén nước đúng không ạ cái khám thờ ngay thờ nếu mà có bên cạnh đó còn có thêm một ảnh thờ đỉnh đỉnh hương lư đỉnh và hạt đúng không ạ à, thêm có đài đựng rượu hoặc là gì ống đựng hương đũa thờ nếu có ống cắm hoa vân vân đó đó là những cái thứ mà cần thiết phải có trên bàn thờ gia tiên à, và trước khi mà sắp xếp bàn thờ gia tiên thì quý vị cũng cần phải lau dọn sạch sẽ không gian thờ cúng đó. và để lau dọn sạch sẽ không gian thờ cúng thì chúng ta sẽ sử dụng cái nước bao sáy ban thờ nhất tâm hương thì đây là cái nước được làm từ ngũ vị hương thành phần của nó bao gồm các thảo dược tự nhiên như là quế hồi đinh hương gỗ vang bạch đàn bồ hòn chanh xả đấy thì nó sẽ giúp cho làm sạch tẩy uế các đồ vật thờ cúng trước khi mà sắp lên mà cúng nhất là những người mới mua về thứ hai là gì nó sẽ giúp cho gì tẩy rửa các mặt men sứ đá kính hoặc là nhựa kim loại vân vân Bên cạnh đó nó làm sạch cái không gian thờ cúng, ngăn ngừa nó mốc, vi khuẩn, đuổi côn trùng như là dán kiến, ruồi, muỗi Tại vì quý vị để nếu mà nhất là những nhà mà lâu không thờ cúng ấy, hoặc là một tháng mà thờ cúng mỗi vào ngày rằm ngày mùng một ấy, hoặc là bàn thờ để trên tầng 3, tầng 4, tầng 2, tầng 3, tầng 4 mà ít vào ấy thì chúng ta thường thấy là những cái đồ vật như là gì à, nước ở đó hoặc là gì cái hũ gạo thì dễ bị gì chuột bọ hoặc là những cái con côn trùng như là kiến mọt nó nó đeo ám nó vào nó ăn hoặc nó làm bẩn đúng không ạ thì chúng ta sẽ sử dụng cái nước bao sáng nhất tâm hương để đuổi chúng những côn trùng nó đi cái nước bao sáng nhất tâm hương này nó còn tẩy giúp tẩy uế bàn thờ mang lại cái vượng khí cho gia chủ đấy à, nó có một mùi thơm rất là dễ chịu khi chúng ta xịt qua ấy, thì nó sẽ giúp cho cái không gian thờ cúng nó trở nên là thơm tho sạch sẽ và cái lời nguyện cầu nó sẽ được linh ứng hơn đấy quý vị uh, ngoài ra ấy, thì trong quá trình uh, lau dọn bàn thờ quý vị cũng cần phải sử dụng một cái khăn sạch nhé cái khăn sạch để không dùng chung với các loại khăn khác thì cái khăn sạch này cũng đã được đi kèm với cái chai nước nhất tâm hương nước bao sái ban thờ nhất tâm hương vậy nên là quý vị có thể là gì sử dụng ngay và gì không phải chạy đi chạy lại để mua Đấy. đặc biệt là những dịp lễ quan trọng mà quý vị quên những cái điều này thì nó rất là rất là khó đó à, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nước nhất tâm hương Đấy. giúp lau dọn ban thờ được sạch sẽ thơm tho Đấy, giúp các vị nguyện được lâu hơn và lưu giữ được lời nguyện cầu của gia chủ, giúp không gian thờ cúng được trang trọng, sạch sẽ, thơm tho, đó à, và nó tạo ra một cái khoảnh khắc linh thiêng hơn. À, thưa quý vị, đó như chúng ta đã biết ấy, về cái nguyên tắc sắp xếp đồ thờ cúng trên bàn thờ gia tiên sao cho hợp phong thủy. đó Cái bàn thờ gia tiên thường phải đặt ở nơi trang trọng. Cách bố trí đồ thờ trên bàn thờ gia tiên cũng phải tuân thủ theo những nguyên tắc phong thủy để mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ à, thì đầu tiên chúng ta xét về cái vị trí đặt bàn thờ bàn thờ gia tiên nên thường đặt ở một nơi trang trọng cao giáo sạch sẽ thường là tầng 1 gian chính giữa của ngôi nhà và quay ra hướng cửa lớn hướng đặt bàn thờ nên theo cái hướng hợp mệnh của gia chủ thì là càng tốt à, cách sắp xếp đồ thờ cúng thì đồ thờ cúng trên bàn thờ gia tiên ấy, cũng cần được sắp xếp theo một cái thứ tự từ cao xuống thấp từ trái qua phải đó và gì theo một nguyên tắc nữa là gì trong cao à, trong cao ngoài thấp à, trong tối thì ngoài sáng đó khi mà sắp xếp ban thờ mà ở nhà nào có lư đỉnh ấy thì có câu khổ quyết này quý vị nhớ nhé đó tiền lư hậu đỉnh trung bài vị à, tức là bài vị thì sẽ xếp giữa ở bát hương và và cái đỉnh đầu trung bài vị đó. À, còn nó các đồ vật khác quý vị đặt đối xứng với nhau quý vị cũng phải sắp xếp để cho cái việc lau chùi vệ sinh ban thờ cho nó sạch sẽ thơm tho. Nếu mà khi mà lau chùi ban thờ hàng tháng, hàng năm lâu quá, thì ban thờ gia tiên cũng phải được vệ sinh một cách sạch sẽ để đảm bảo cái sự linh thiêng đó. Về nguyên tắc chung của bố trí ban thờ bao gồm như sau này. À, thứ nhất là chúng ta xét về cách bài trí ban thờ gia tiên đơn giản. Cách bài trí ban thờ gia tiên, quý vị có thể tham khảo theo cái hình bên bên trên nhé mà Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Thì tùy theo cái không gian thờ cúng ấy, mà gia chủ lựa chọn những đồ thờ cúng cần thiết cách bố trí bàn thờ gia tiên hợp phong thủy thường có những vật phẩm sau thứ nhất là ngai thờ ngai thờ được đặt chính giữa của bàn thờ đó à, và gì nó thường là cái cái vị trí của nó là vị trí sâu nhất sát với cái tường sát tường bên trong thứ hai là cái đỉnh đồng và hạt à, sau cái ngai thờ thì người ta cũng thường đặt là gì đỉnh đồng và hạt à, trong trường hợp mà bàn thờ tam cấp thì người ta sẽ đặt gì đặt cái cái bài vị ở trên sau đó đặt đỉnh và hạt ở dưới sau đó đến bắt hương đó bát hương là cái vật phẩm dùng để gì thờ cúng tổ tiên, tượng trưng cho cái sự đoàn kết gắn bó của gia đình. Bát hương được đặt chính giữa của bàn thờ gia tiên. Thì quý vị xem cái bàn thờ nó sẽ có một cái điểm căn, điểm căn nhé. Nó có thể là cái cái âm mặt âm dương, có thể là chữ phúc, có thể là những cái cái cái, cái biểu tượng. Nói tóm lại là những người thợ làm bàn thờ họ sẽ để một cái điểm ấy dấu bằng một cái hình họa tiết rất là đẹp. Đấy, để quý vị có thể căn giữa như này, căn được đúng đúng vị trí đặt nếu mà trên bàn thờ có nhiều hơn bát hương, nhiều hơn một bát hương, tức là hai bát hương hoa bát hương Thì quý vị nên đặt bát hương lớn ở chính giữa và bát hương bé ở hai bên à, Tiếp theo là di ảnh Di ảnh thường được đặt ở vị trí ở chính giữa và sát với cái tường nó. nó sát với tường, đấy. nếu mà không có ngay thờ à, Có lọ hoa, lọ hoa thường được đặt ở bên trái của di ảnh Nếu mà có hai lọ hoa thì quý vị đặt hai bên đối xứng nhau à, Tiếp theo là ngay thờ hay là chén thờ đấy, Ngay chén thờ thì hay còn gọi, gọi là kỷ thờ đấy thì ngay chén thờ thường là đặt ở vị trí phía trước bát hương đối với ngay chén thờ nói chung là sử dụng 3 hoặc là 5 chén tiếp theo là mâm lễ mâm lễ thì mâm đựng lễ là cái nơi mà đặt mâm ngũ quả đấy. hoặc là gì đặt hương đèn nến mâm đựng lễ đặt đối diện với di ảnh của thờ à, tiếp theo là khám thờ và ngay thờ bài vị gia tiên à, khám thờ hoặc là ngay thờ thường được đặt ở vị trí cao nhất ở chính giữa của bàn thờ gần gần sát vào tường vị trí này thể hiện cái sự tôn kính của con cháu đối với tổ tiên đồng thời thể hiện cái sự trang nghiêm của không gian thờ cúng thì đây cũng là cái bước đầu tiên trong các gì cách cách trang trí bàn thờ gia tiên sao cho đẹp và uy nghiêm thì chi tiết thì quý vị có thể tham khảo cái ảnh ở bên trên nhé Đấy. quý vị có thể cho dừng màn hình lại để để gì để chụp chép lại và ghi nhớ cái cách bố trí về tự bài trí trong cái không gian nhà mình đó à, thưa quý vị trên bàn thờ thì ảnh thờ cũng được sắp xếp theo cái thứ tự là nam tả nữ hữu cách bố trí ảnh thờ trên bàn thờ gia tiên cũng rất quan trọng theo quy tắc truyền thống ảnh thờ được sắp xếp theo thứ tự nam tả nữ hữu tức là nhìn từ bên ngoài bàn thờ vào thì di ảnh nam sẽ được đặt bên trái và di ảnh nữ sẽ được đặt bên phải à, cách sắp xếp này nó thể hiện cái sự tôn kính của con cháu đối với tổ tiên thì ngoài ra nếu mà trong gia đình thờ nhiều thế hệ cần sắp xếp di ảnh theo thứ tự từ cao xuống thấp từ trước ra sau. Người có thế hệ trước thì sẽ được đặt, đặt ở trên cùng, trong cùng và người ở thế hệ sau sẽ được đặt, đặt ở dưới và gì ngoài cùng. Để thể hiện cái sự tôn kính với những người đã khuất và theo đúng cái thứ tự có trên có dưới. À, tiếp theo là bài trí bát hương trên ban thờ. À, như quý vị đã biết, ấy, bát hương là cái vật phẩm quan trọng nhất trên ban thờ gia tiên, tượng trưng cho cái sự kết nối giữa cõi âm và cõi dương. Thông qua bát hương thì con cháu sẽ gửi được cái tâm nguyện cũng như cái ý nguyện của mình Đấy, đến những cái điều tâm linh huyền bí. Bát hương thường được đặt ở vị trí trung tâm của bàn thờ, như tử thông vừa nói, nó sẽ có một cái điểm canh căn bất kỳ bàn thờ nào cũng có nhé. À, nói chung ấy, bát hương thường được đặt ở vị trí trung tâm của bàn thờ này ở phía dưới sát với tường để tiện lợi cho việc thắp hương. Nếu một bàn thờ có nhiều bát hương thì bát hương chính giữa sẽ là cái bát hương lớn nhất và đặt ở vị trí cao nhất. Thì cách ghi di hiệu từng bát hương ấy. Cách ghi di hiệu từng bát hương ấy, thì cũng có ở trong cái gói cốt thất bảo nhé Có một tờ giấy hướng dẫn ghi di hiệu Và các nghi thức cũng như là khấn vái như thế nào để Để việc gì thờ cúng được uh, chuẩn chỉ nhất nhé Thưa quý vị Bát hương ở hai bên thì sẽ thường có kích thước bằng nhau đấy. À, cách bố trí bát hương trên ban thờ gia tiên sau khi mà đặt bát hương ấy thì người ta cũng thường là không nên xê dịch và tránh để động bát hương. Cái không gian thờ cúng cái ban thờ cũng cần phải là gì? chắc chắn để không bị gì, không bị động, không bị sập sình, không bị uh, lung lay khi mà có người đi qua. Đó. Và nói chung ấy, bát hương thì trên bàn thờ cũng phun luôn là số lẻ nhé. Quý vị có thể đặt 1 3 5 7 thì một số nơi cũng đặt hai bát hương như tử thông có chia sẻ ở những video trước ấy. À, đèn thờ trên bàn thờ gia tiên ấy thì thường có hai loại là đèn thái cực và đèn đứng nghi. Đèn thái cực thì thường được đặt ở giữa của bàn thờ, à phía dưới chân khám thờ. Ánh sáng của đèn thái cực thì thường là có màu đỏ hoặc là màu vàng nhạt. À, không sáng chói còn đèn thấy cực thì thường thắp sáng bất kể ngày đêm với ý nghĩa là soi sáng đường lối cho tổ tiên và con cháu đèn lưỡng nghi là đèn mời chiếu sáng chính của trên ban thờ gia tiên đèn lưỡng nghi thường được đặt ở hai bên hai bên cạnh bát hương ấy, sát vở trong hai góc của ban thờ à, trong đó đèn bên trái biểu tượng cho mặt trời đèn bên phải biểu tượng cho mặt trăng loại đèn này được sử dụng để thắp sáng và phục vụ cho cái việc thắp hương cho gia chủ tiếp theo là đỉnh đó thưa quý vị cách bố trí bàn thờ gia tiên với đỉnh đó là gì đặt ở giữa của bàn thờ và phía trên của bát hương tức là nó sẽ cao hơn bát hương nữa khi cắm hương lên ấy, quý vị nhớ nhé, khi cắm hương lên thì nó không được đến cái mặt nguyệt của cái đỉnh nhé hai bên đỉnh hương là hai con hạc và cũng có thể là gì hai cái chân nến Đấy. À, tiếp theo là kỷ thờ thưa quý vị cái vị trí của kỷ thờ thường được đặt ở phía trước bát hương từ trước bát hương phía ngoài cùng của bàn thờ nhé Kỷ ấm chén thờ là một trong những cái vật phẩm phong thủy không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên. Kỷ thường được đặt ở phía trước của bát hương. Đấy. Nhìn từ ngoài vào trong ấy, thì kỳ thờ có thể có ba chén hoặc là 5 chén, tùy thuộc vào số lượng bát hương trên bàn thờ. Tiếp theo là bình hoa và mâm ngũ quả trên bàn thờ gia tiên. Thì bình hoa thường được đặt ở hai bên trên bàn thờ. Nếu mà nhà nào có một bình hoa thì chúng ta sẽ sử dụng đặt bên bên trái, bên trái khi chúng ta được cúng theo hướng chúng ta được cúng nhé còn mâm quả được đặt ở chính giữa, đó, chính giữa bàn thờ. Nếu mà có hai đĩa bồng hai mâm hoa quả thì chúng ta đặt hai bên. Đó. À, thưa quý vị, à, cái sơ đồ bố trí bàn thờ gia tiên đã được tử thông chia sẻ ở trên rồi nhé. Quý vị có thể là gì chép lại chụp lại nhé, để tự mình có thể là sắp xếp lại bàn thờ nhà mình. À, quý vị thân mến, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về ý nghĩa của đèn dầu, thắp đèn dầu trước, thắp hương trước, hay là gì cách sắp xếp bàn thờ truyền phong thủy rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.